Mitsubishi Xpander Cross và Suzuki XL7, cuộc chiến SUV giá rẻ. Trong phân khúc SUV, mới đây người tiêu dùng đã chứng kiến sự ra mắt của hai mẫu xe ăn khách hàng đầu thị trường là Mitsubishi Xpander Cross và Suzuki XL7. Đây là hai mẫu xe đã ra mắt tại thị trường Indonesia và dự kiến trong thời gian tới sẽ ra mắt ở lần lượt các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam. Theo Suzuki cho biết, hãng vừa cho ra mắt mẫu SUV giá rẻ XL7 tại Indonesia. Mẫu xe này nằm cùng phân khúc với Toyota Rush, Honda CR-V hay Mitsubishi Xpander Cross. Trong đó, màn đối đầu giữa Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross được xem là thú vị và đáng mong đợi nhất. Mặc dù Xpander Cross là một biến thể cao cấp của Xpander, được xếp vào nhóm MPV giá rẻ, nhưng nếu xét về kiểu dáng, kích thước thì Xpander Cross là đối trọng đáng gờm của Suzuki XL7. Trong phân khúc SUV bình dân, ra mắt sau Xpander Cross 4 tháng, Suzuki XL7 hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đua song mã ngang tài ngang sức. Đầu tiên, xét về mặt thiết kế ngoại thất, Mitsubishi Xpander Cross có thiết kế thu hút hơn. Ngoại hình của Suzuki XL7 nổi bật với lưới đèn nhiệt dẫn thanh ngang, đèn pha LED thiết kế tương đối phá cách so với những người anh em khác trong gia đình. Một thinh rằng trên mui xe đúng phong cách xe SUV, ở phía sau đuôi xe thiết kế vuông vắn và có kênh gió. Mâm xe kích thước 16 inch, thiết kế tối màu, đáng kể nhất là khoảng cách gầm 200mm. Nhìn chung tuy là một sản phẩm mới riêng biệt, nhưng Suzuki XL7 có vẻ ngoài khá giống như một chiếc Etiga, được nâng cấp theo kiểu dáng của SUV. Trong khi đó, việc tạo ra Mitsubishi Xpander Cross còn đơn giản hơn thế. Đây là bản nâng cấp ngoại hình từ chiếc Xpander tiêu chuẩn, nên không có quá nhiều khác biệt về ngoại hình. Nhưng công bằng để nói, kiểu dáng của Xpander Cross có phần thu hút hơn so với đối thủ. Đèn pha, cản trước sau, vòm bánh xe, ốp sườn được làm lại, một thanh giằng bổ sung trên mui cho cái nhìn cứng cáp hơn. Bên cạnh đó, Mitsubishi Xpander Cross còn trang bị băng rồi bánh in, khiến ngoại hình thêm phần thể thao và đậm chất SUV hơn. Cũng từ đó, khoảng sáng gầm của mẫu xe này cao hơn đối thủ ở mức 225mm. Nếu như ở thiết kế ngoại thất Xpander Cross được đánh giá cao hơn, thì về phần nội thất, tuy Xpander Cross có nội thất thanh lịch, nhưng XL7 lại thắng thế hơn về sự tiện nghi. Bên trong nội thất của Suzuki XL7, sử dụng màu đen làm chủ đạo, các điểm nhấn trên mặt cáp lô làm từ nhựa giả vân carbon, vô lăng được bọc da tổng hợp, tích hợp những chức năng như điều chỉnh âm thanh, đàm thoại dành tay, hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch. Mặt đồng hồ còn có thêm một màn hình hiển thị đa thông tin khá chi tiết. Đáng chú ý nhất là xe có tính năng Smart Mirror ở biến thể cao cấp nhất, hoạt động như một camera hành trình. Đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc SUV giá rẻ được trang bị tính năng này. Những tính năng nổi bật khác trên Suzuki XL7 còn có khởi động bằng nút nhấn, điều hòa tự động và chức năng sưởi, ổ cắm sạc 12V riêng biệt ở mỗi hàng ghế, khoang hành lý ở mức 153 lít và tăng lên 550 lít khi gặp hàng ghế thứ 3. Nếu gặp cả hàng ghế thứ 2, dung tích chứa đổ lên tới 803 lít. Bảng điều khiển của Xpander Cross khá đơn điệu, cụm điều hòa hệ thống âm thanh, cụm đồng hồ được thiết kế tối giản và dễ sử dụng. So với Xpander thường, ghế ngồi của mẫu xe này có phần thể thao hơn, khi được phối hai tông màu nâu đen, viền trang trí dạng lưới bạc khiến nội thất thanh lịch hơn. Nhìn chung cả hai mẫu xe đều có cabin rộng rãi, phù hợp với gia đình. Bên cạnh đó còn có chức năng ga tự động tích hợp trên vô lăng và khởi động bằng nút bấm. Kích thước rộng cao hơn của Mitsubishi cũng khiến không gian thoải mái hơn đôi chút so với Suzuki XL7. Bù lại, mẫu SUV của Suzuki có trang bị hiện đại hơn. Thiết kế chỉ là một phần, điểm mấu chốt cấu hết các dòng xe chính là về động cơ. Xét về mặt hiệu suất động cơ, Xpander Cross có phần nhỉnh hơn với đối thủ XL7. Suzuki XL7 sử dụng động cơ với Etiga, cả ba phiên bản đều có tùy chọn số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander Cross vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên, hệ dẫn động cầu trước với tùy chọn một số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Có thể thấy cả hai mẫu xe có hiệu suất tương đương nhau. Mitsubishi Xpander Cross được đánh giá là có khả năng vận hành ổn định hơn Suzuki XL7 trên địa hình phức tạp. Không chỉ dừng lại ở thiết kế và động cơ, khi so sánh bất cứ sản phẩm nào với nhau, khách hàng đều chú ý quan tâm về giá cả. Về phần này, Suzuki XL7 lại có lợi thế hơn về giá bán. Khi về thị trường Việt Nam, Suzuki XL7 có giá dự kiến khoảng 600 triệu đồng, còn với Mitsubishi Xpander Cross vốn có giá khoảng gần 700 triệu đồng. Điều này giúp Suzuki XL7 trở thành đối thủ nặng ký nhất của Xpander Cross. Khi có không gian rộng rãi tương đương, động cơ tương đương nhưng giá bán rẻ hơn đáng kể, đều có trong mình những đặc điểm tối ưu nổi bật.
Quả thực việc phải lựa chọn mẫu xe nào đáng mua hơn, mẫu xe nào nổi trội hơn là việc vô cùng khó khăn. Trên đây là toàn bộ tính năng, đặc điểm nổi trội của hai mẫu xe Mitsubishi Xpander Cross và Suzuki XL7. Hy vọng các bạn có thể tìm cho mình một dòng xe SUV phù hợp. WebVision, thương hiệu camera hành trình số 1 Việt Nam,